hướng dẫn cách làm một tấm thiệp màu hồng như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Như vậy là mình đã vẽ xong. Tiếp theo mình sẽ trang trí ở phía bên ngoài nhé. Trước tiên các bạn sẽ cắt cho mình những cái đoạn thẳng. Một này. Mình sẽ gắn nó thành hình dấu cộng nhé. Cắt nó ra. Như vậy là mình đã gắn xong cái phần dấu cộng như thế này. Đó. Và mình sẽ dùng cái bút để mình ghi chữ nhé. Trước tiên mình sẽ kẻ những cái sọc này trang trí trước. Mình sẽ kẻ những cái sọc như thế này. Tiếp theo mình sẽ cắt cái tờ giấy màu cam này nhé. Giờ mình sẽ cắt ra những cái đoạn thẳng.
mình sẽ cắt ra 4 đoạn. Sau đó mình sẽ dán nó lại như thế này nha. Đó. Cái tiếp theo này. Cái này cuối cùng nha. Giờ mình sẽ gắn nó lại với nhau. Giờ mình sẽ gắn vào giữa cái tấm thiệp nha. Như vậy là mình đã gắn xong này. Đó, và ở bên trong là mình có thể ghi chữ nha. Mình có thể ghi những cái lời chúc hoặc là lời nhắn vào đây. Mình kẻ rất là nhiều chữ. Như vậy là mình đã làm xong một tấm thiệp đơn giản màu hồng như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye.